Kính chào quý cô bác đang cùng theo dõi video trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, cơ thể của chúng ta cần rất nhiều khoáng chất và vitamin để có thể phát triển khỏe mạnh nhất. Và sắt là một trong số những khoáng chất như vậy. Tuy nhiên, không phải cô bác nào cũng nạp đủ được lượng sắt mà cơ thể cần. Thế nên dẫn đến việc thiếu sắt trầm trọng. Mà thiếu sắt trong thời gian dài như thế sẽ dẫn đến nhiều vấn đề như là lão hóa sớm, da dẻ xuống cấp trầm trọng. Rồi người thì hay mệt mỏi, hay hoa mắt chóng mặt, vận động cũng không được dẻo dai, khỏe mạnh. Đặc biệt là thiếu sắt còn là nguyên nhân khiến cô bác suy giảm trí nhớ và hệ miễn dịch. Có thể thấy bổ sung sắt là điều vô cùng cần thiết phải không ạ? Ngoài uống các loại thực phẩm chức năng chứa sắt thì ăn uống là cách nhanh nhất, đơn giản nhất mà cô bác nào cũng có thể làm. Thực phẩm chứa sắt cũng có rất nhiều. Ngoài thịt bò, cô bác có thể bổ sung thêm 7 loại thực phẩm được mệnh danh là kho chứa sắt sau đây. Đảm bảo ăn vào thì tình trạng thiếu sắt của cô bác sẽ được cải thiện ngay lập tức. Mời cô bác hãy cùng theo dõi nhé. Đầu tiên đó là tiết lợn. Nhắc đến tiết lợn, đa số cô bác đều nghĩ đó là món ăn có hại cho sức khỏe, càng ăn càng độc hại. Thế nên chẳng bao giờ cô bác động đũa vào đúng không ạ? Tuy nhiên, tiết mà cô bác ăn sống hay là tiết canh thì mới chứa nhiều chất độc. Còn nếu tiết đã được luộc chín, chế biến kỹ thì thậm chí là còn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng nữa. Cô bác hình dung là trong 100 gram tiết lợn thì có thể cung cấp tới 8,7mg sắt. Đây là món ăn giúp cung cấp lượng sắt tự nhiên dồi dào, ngăn ngừa tình trạng thiếu máu do thiếu sắt và các bệnh tim mạch. Hàm lượng sắt trong tiết lợn rất cao, vượt xa trứng và thịt nạc, dễ hấp thụ. Do vậy, nó giúp ích rất nhiều trong việc ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt, đặc biệt là các bạn nhỏ đang ở độ tuổi phát triển. Phụ nữ hoặc người già bị thiếu máu do thiếu sắt có thể ăn tiết canh lợn để bổ máu. Bên cạnh đó, tiết lợn có chứa vitamin K rất hữu ích cho quá trình đông máu và có thể cầm máu. Vì vậy, khi cô bác ăn món này thường xuyên, có thể cung cấp cho cơ thể một lượng lớn các nguyên tố vi lượng. Chính những nguyên tố vi lượng này có thể giúp cô bác không bị chóng mặt, thiếu máu. Đối với những cô bác có hệ tiêu hóa, dạ dày kém, cũng có thể dùng tiết lợn. Tiết lợn không chỉ giàu chất dinh dưỡng mà còn có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa của cô bác hoạt động trơn tru, khỏe mạnh nữa. Có thể cô bác không tin, nhưng mà tiết lợn còn có khả năng phòng chống ung thư, được chính các nhà khoa học nghiên cứu và chứng minh. Một số chuyên gia đã thực hiện nghiên cứu về tiết lợn và phát hiện ra rằng tiết lợn có đặc tính chống ung thư, ức chế các tế bào ác tính. Bởi vì trong tiết lợn còn có một loại hormone có thể giúp cơ thể bong ra các tế bào bị tổn thương, làm giảm số lượng tế bào ung thư. Mặc dù tiết lợn cực kỳ bổ dưỡng, nhưng cô bác cũng đừng ăn quá nhiều, nếu không sẽ gây ngộ độc sắt và làm mất khả năng hấp thụ các khoáng chất khác. Mình không nên ăn nhiều hơn 2 lần một tuần. Hơn nữa, nếu tiêu thụ quá nhiều tiết lợn sẽ làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể. Chẳng hạn như những người bị huyết áp cao, mỡ máu cao, cholesterol cao, bệnh mạch vành, bệnh gan không nên ăn tiết lợn. Cô bác cũng nhớ là mình không nên dùng tiết lợn chưa được chế biến chín vì nó có thể là nguyên nhân gây ra bệnh liên cầu khuẩn rất nguy hiểm. Không dùng tiết lợn kể cả đã nấu chín, lấy từ lợn mắc bệnh. Loại thực phẩm thứ hai đó là khoai tây. Nhiều cô bác nghĩ là ăn khoai tây nhiều sẽ gây tăng cân, thế nên thường bỏ qua loại củ quả này mỗi khi đi chợ. Tuy nhiên, khoai tây là loại củ được các chuyên gia dinh dưỡng phong cho cái tên là siêu thực phẩm bởi thành phần chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là rất bổ máu nhờ chứa nhiều dưỡng chất tốt và hàm lượng sắt dồi dào. Cứ 100g khoai tây chứa tới 3,2mg sắt. Vì thế, bổ sung khoai tây vào chế độ ăn uống là đang tăng cường lượng máu cho cơ thể, giảm nguy cơ thiếu máu. Nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy, một củ khoai tây cỡ to nướng chín có thể cung cấp lượng sắt gấp nhiều lần, 3 lần so với 84g thịt gà. Đặc biệt là lượng sắt trong khoai tây tập trung nhiều ở phần vỏ, phần mà cô bác thường hay bỏ đi nhất. Ngoài ra, khoai tây còn có thể đáp ứng 46% nhu cầu vitamin C, B6 và kali hàng ngày của cơ thể, giúp tăng cường năng lượng và duy trì hoạt động của các cơ quan. Cô
Cô bác nào đang muốn tăng sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch thì nhất định đừng bỏ qua khoai tây cô bác nhé. Cô bác có thể chế biến khoai tây với các món như hấp, hầm, luộc. Cô bác nên hạn chế dùng khoai tây rán có hại cho sức khỏe do nó chứa nhiều chất béo bão hòa từ dầu. Ngoài ra, nếu cô bác thấy khoai tây đã xuất hiện hiện tượng mọc mầm thì cô bác cần phải bỏ ngay đi. Mầm khoai tây chứa nhiều solanin và chaconin, hai loại của chất độc glycocalyuat có thể gây hại cho hệ thống thần kinh. Lúc chế biến, nếu như phát hiện khoai mọc mầm, không chỉ gọt bỏ mầm mà còn phải gọt bỏ cả phần đã chuyển màu xanh trên củ khoai tây của bác nhé. Loại thực phẩm tiếp theo đó là gan động vật. Nhiều cô bác hiểu lầm rằng gan là một phần chứa rất nhiều chất độc hại của động vật do nó có chức năng đào thải độc tố. Tuy nhiên, thực tế thì gan vẫn là bộ phận có nhiều chất sắt đáng ngạc nhiên của bác nhé. Mỗi một miếng gan có chứa khoảng 5mg sắt, lượng sắt này chiếm tới 1/4 nhu cầu khoáng chất hàng ngày của một người phụ nữ trưởng thành. Nếu phân vân không biết chọn gan của loại động vật nào thì tôi khuyên là cô bác cứ chọn gan lợn nhé. Vì gan lợn có độ nạc nhẹ, đồng thời chứa hàm lượng sắt và vitamin C cao hơn các loại gan động vật khác. Ngoài ra, trong thành phần của gan lợn còn chứa các chất dinh dưỡng khác như đồng cholin rất tốt cho máu và gan. Vì vậy, những cô bác thường xuyên bị thiếu máu, suy nhược cơ thể hay các bác nam giới hay sử dụng nhiều rượu bia nên bổ sung gan vào các bữa ăn hàng ngày của mình. Với chị em phụ nữ chúng mình, gan lợn còn là một phương pháp giảm cân, làm đẹp. Protein có trong gan lợn còn có tác dụng trong việc hỗ trợ cô bác giảm cân vì nó làm giảm bớt cảm giác thèm ăn. Hơn nữa, hàm lượng protein chất lượng cao này còn giúp xây dựng và duy trì khối cơ bắp. Nên cô bác nào đang trong quá trình tập để duy trì vóc dáng, lên cơ bắp thì đừng bỏ qua loại thực phẩm này. Lượng collagen có trong gan lợn rất dồi dào, từ đó giúp làm chậm quá trình lão hóa da, tăng cường sự mịn màng, săn chắc cho da của cô bác. Mặc dù là rất tốt cho sức khỏe, song gan lợn vẫn là một trong những bộ phận có chứa độc tố của lợn. Vì vậy, khi ăn, cô bác phải làm thật sạch và tuyệt đối không ăn nhiều. Phụ nữ mang thai cũng cần hạn chế ăn gan vì hàm lượng vitamin A trong gan cao có thể liên quan đến việc sinh ra trẻ bị dị tật bẩm sinh. Loại thực phẩm thứ tư đó là hàu. Thông thường thì cô bác sẽ biết đến hàu nhiều hơn qua vai trò là liều thuốc bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực cho nam giới đúng không ạ? Nhưng mà đó vẫn chưa phải là tất cả những công dụng của gan lợn. Không chỉ có vị tươi ngon, hàu còn chứa hàm lượng sắt đáng kinh ngạc. Những loại thân mềm với cấu tạo hai mảnh vỏ như sò, chai, hàu, mực chính là nguồn giàu các chất dinh dưỡng quan trọng. Không chỉ chứa sắt mà còn chứa kẽm và vitamin B12. Một con hàu cỡ vừa chứa từ 3 đến 5mg chất sắt. Điều này có nghĩa là chỉ cần ăn nó, bạn đã hấp thụ đủ nhu cầu chất sắt cần thiết của cả ngày. Cô bác hãy tự chế biến những món hàu tươi ngon để thực đơn mỗi ngày vừa đa dạng vừa giàu dinh dưỡng nhé. Tuy nhiên, cô bác nhớ là không được ăn hàu sống đâu ạ, vì dù nó có tươi ngon nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây bệnh. Hàu sống dễ bị nhiễm vi khuẩn có liên quan đến các bệnh nghiêm trọng và thậm chí gây tử vong. Các triệu chứng nghiêm trọng do nhiễm vi khuẩn Vibrio vinificus thường xuất hiện trong vòng 24 đến 48 giờ sau khi tiêu thụ hàu sống và có thể kèm theo sốt, tiêu chảy, sốc ớn lạnh, buồn nôn hoặc nôn mửa. Bên cạnh đó, nếu cô bác ăn quá nhiều hàu còn có thể dẫn đến những tác động tiêu cực cho sức khỏe, bao gồm giảm mức độ khoáng chất sắt và đồng mà kẽm cạnh tranh để hấp thụ. Ngoài ra, những cô bác bị dị ứng hải sản cũng nên tránh ăn hàu để không gặp phải những sự cố đáng tiếc. Loại thực phẩm thứ 5 đó là củ cải đường. Sắp tới mùa đông cũng là mùa của các loại củ cải. Vì vậy, cô bác nên ưu tiên mùa nào thức nấy chọn các loại củ để ăn là hợp lý nhất và cũng là có nhiều chất dinh dưỡng nhất cô bác nhé. Một trong những trợ thủ phòng chống căn bệnh thiếu máu hiệu quả chính là củ cải đường. Theo nhiều kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thì thành phần của loại củ này có hàm lượng chất sắt cao giúp hỗ trợ điều trị và kích hoạt lại các tế bào hồng cầu để tạo máu trong cơ thể. Đặc biệt là khi các hồng cầu được kích hoạt sẽ cung cấp một lượng oxy cho các bộ phận trong cơ thể khác hiệu quả hơn,
nhờ đó tăng cường sức khỏe một cách tốt nhất. Bên cạnh công dụng bổ sung sắt, củ cải đường cũng là một trong những phương pháp điều trị chứng táo bón vô cùng hiệu quả do có chứa nhiều chất xơ của bác nhé. Nhà cô bác mà có trẻ nhỏ hay kể cả người lớn thì bụng dạ khó chịu, cứ làm ngay một cốc nước ép củ cải đường, đảm bảo với cô bác là chứng táo bón sẽ được cải thiện đáng kể. Ngoài ra trong củ cải đỏ còn chứa nhiều loại vitamin nên vừa tốt cho hệ tiêu hóa, vừa giúp cơ thể khỏe mạnh, nên khi ăn uống cô bác sẽ thấy ngon miệng hơn. Vì những lợi ích đó nên cô bác hãy chế biến các món củ cải đường từ hấp, luộc, nấu canh, salad, xào để tăng hiệu quả ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Tuy nhiên, cô bác cũng chú ý là mình không nên ăn quá nhiều củ cải đường mà cần cân đối ăn vừa phải. Nếu cô bác ăn nhiều, có thể gây nguy cơ mắc sỏi thận, bệnh gút hay làm tăng lượng đường trong máu của cô bác. Loại thực phẩm thứ 6 đó là quả nho. Một số cô bác nghĩ là nho thì có nhiều đường nên cần hạn chế bổ sung loại quả này vào thực đơn của mình. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu thì trong số các loại trái cây tốt cho sức khỏe thì không thể nào mà bỏ qua quả nho. Đặc biệt, với những cô bác bị thiếu máu, người có nguy cơ thiếu máu cao nên thường xuyên ăn nho. Bởi trong nho có chứa hàm lượng sắt dồi dào cùng chất dinh dưỡng giúp bổ máu như canxi, các loại vitamin, phốt pho. Tuyệt vời hơn, quả nho còn chứa hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào sẽ thải độc tố trong cơ thể để giảm nguy cơ bệnh tật, bảo vệ cơ thể khỏe mạnh. Cô bác có thể ăn nho trực tiếp sau khi đã rửa sạch, uống nước ép nho, bánh nho, sữa chua nho để bổ máu và duy trì sức khỏe một cách tốt nhất. Khi ăn nho, cô bác cần chú ý là nho không dành cho những ai bị viêm loét dạ dày, tiểu đường và béo phì. Tốt nhất không dùng nho, nước nho hay các sản phẩm liên quan đến nho vì sẽ khiến sức khỏe của người bệnh ngày càng tồi tệ hơn. Bên cạnh đó, cô bác cũng không nên kết hợp nho, nước ép nho với các thực phẩm như sữa, cá, bia, nước khoáng, dừa. Bởi các thực phẩm này kỵ với nho khi ăn cùng lúc sẽ dễ gây chứng đau bụng, tiêu chảy, không tốt cho sức khỏe của cô bác. Nếu cô bác hay người thân đang uống thuốc tây thì không ăn nhiều nho hoặc nước ép nho bởi chúng có thể làm cho thuốc của cô bác bị giảm tác dụng. Thứ 7, đó là quả bí ngô. Thường xuyên bổ sung bí ngô vào thực đơn sẽ là giải pháp cung cấp cho cơ thể một lượng lớn các chất sắt ngăn chặn nguy cơ thiếu máu. Ngoài phần thịt bí ngô thì hạt bí ngô cũng chứa hàm lượng sắt dồi dào. Cứ mỗi 100g hạt bí ngô thì có khoảng 15mg sắt. Bí ngô còn bổ sung kẽm cho cơ thể. Đây là loại khoáng chất giúp thúc đẩy nhanh quá trình tạo máu và huyết tố cầu, giúp bổ máu và ngăn chặn tình trạng xơ vữa động mạch. Ngoài ra, trong bí ngô còn chứa tinh bột, protein cùng nhiều loại vitamin B, C, K, T. Đây là các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể, bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, phòng chống bệnh tật. Cô bác có thể bổ sung bí ngô bằng nhiều cách khác nhau như cháo bí ngô, canh bí ngô nấu thịt bằm, tôm, chè bí ngô xào thịt bò hay sinh tố bí ngô. Cô bác thân mến, thiếu máu là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra những căn bệnh nguy hiểm, thậm chí còn ảnh hưởng đến chính tính mạng của chúng ta. Tuy nhiên thì rất ít cô bác chú ý đến tình trạng thiếu máu của mình, chủ yếu là phát hiện ra khi đã xuất hiện những biến chứng nặng. Vậy thì làm thế nào để kiểm soát được thiếu máu? Những dấu hiệu nào cảnh báo cô bác đang bị thiếu máu? Hãy cùng Sống Khỏe Mỗi Ngày tìm hiểu ở phần sau của video nhé! Dấu hiệu đầu tiên dễ nhận biết đó là hoa mắt, chóng mặt, ù tai. Khi bị thiếu máu, đặc biệt là thiếu máu não, cô bác sẽ rất dễ bị ù tai dù đang ở trong không gian yên tĩnh và không có gió. Ngoài ra, cô bác cũng có thể bị hoa mắt, chóng mặt, choáng và mất thăng bằng. Thứ hai, đó là suy nhược cơ thể. Một dấu hiệu thiếu máu khá phổ biến là người bệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, ngay cả khi đã đi ngủ đủ giấc. Tình trạng thiếu oxy khiến cơ thể gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển hóa các chất dinh dưỡng cần thiết để tạo ra năng lượng. Điều này sẽ khiến cô bác cảm thấy mệt mỏi liên tục. Ngoài ra, việc tim phải làm việc nhiều hơn để vận chuyển máu, giàu oxy đi khắp cơ thể cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Mặc dù triệu chứng thiếu máu này không quá trầm trọng, nhưng cô bác có thể cảm thấy người đuối sức, ít năng lượng
và cần được nghỉ ngơi thường xuyên hơn. Dấu hiệu thứ 3 đó là cảm thấy lạnh chân tay. Tình trạng thiếu máu khiến cơ thể gặp các vấn đề về lưu thông máu. Bộ não có khả năng tự nhận biết khu vực nào trong cơ thể cần máu nhất và cố gắng mang nhiều máu giàu oxy đến các cơ quan chính để bảo vệ chúng. Do vậy, các phần ngoại vi như tay và chân có thể nhận được ít máu hơn. Sự lưu thông máu kém dẫn đến tứ chi khiến tay chân của cô bác có cảm giác bị lạnh. Trong nhiều trường hợp, việc điều trị thiếu máu sẽ giúp giảm bớt tình trạng này. Dấu hiệu thứ tư đó là móng tay móng chân dễ bị gãy. Mỗi một bộ phận của cơ thể con người đều cần có oxy, bao gồm cả móng tay và móng chân. Khi móng ở tay chân không nhận đủ oxy từ máu, giường móng sẽ giảm khả năng tạo các vấn đề, các tế bào mới để giữ cho móng chắc khỏe. Điều này khiến cho móng tay chân bị mất đi tính đàn hồi, khiến móng khô, giòn, dễ gãy, dễ bị bong chóc và nứt móng. Dấu hiệu thứ 5 đó là da xanh xao, nhợt nhạt. Biểu hiện thiếu máu này thường xảy ra khá phổ biến do cơ thể phải tập trung phân bố lưu thông máu đến những khu vực quan trọng nhất như tim và não. Điều này khiến da được cung cấp ít máu hơn và dẫn đến dấu hiệu da xanh xao nhợt nhạt. Trong trường hợp thiếu máu nghiêm trọng, da có thể trở nên tái nhợt hoặc xám và cần được điều trị thiếu máu sớm. Trên đây là những dấu hiệu phổ biến của thiếu máu mà cô bác cần chú ý theo dõi. Nếu thấy bản thân có những dấu hiệu kể trên, thì cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và tư vấn điều trị kịp thời. Tránh trường hợp để lâu sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cô bác. Cô bác thân mến, thời lượng của video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô bác thấy những thông tin mà Sống Khỏe Mỗi Ngày mang đến có bổ ích và thú vị không ạ? Cô bác đừng quên để lại những ý kiến đóng góp, đánh giá cho chúng tôi bằng cách để lại bình luận phía bên dưới video này nhé. Cô bác cũng đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho đội ngũ biên tập của kênh. Còn bây giờ, chương trình ngày hôm nay của Sống Khỏe Mỗi Ngày xin kết thúc. Cảm ơn quý cô bác đã chú ý theo dõi. Càng cô bác cũng đừng quên ấn nút đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích về chăm sóc sức khỏe hàng ngày nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác trong các chương trình tiếp theo của Sống Khỏe Mỗi Ngày. Có loại củ có thể loại bỏ 98,7% tế bào ung thư. Ăn thế nào để thu được lợi nhất? Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, ngay cả khi chúng ta không phải là người thường xuyên theo dõi hay là quan tâm đến những tin tức về sức khỏe, thì chắc chắn cũng biết rằng, trong những năm gần đây, bệnh ung thư đang ngày càng được phát hiện nhiều hơn. Nó khiến cho tất cả chúng ta không khỏi lo lắng. Và điều mà ai cũng quan tâm đó là làm sao có thể phòng ngừa căn bệnh này, khi mà cho đến nay vẫn chưa có thuốc điều trị khỏi bệnh ung thư. Có rất nhiều cách khác nhau để phòng tránh căn bệnh này, nhưng cách được đánh giá cao nhất, hiệu quả nhất đó chính là chế độ ăn uống lành mạnh và khoa học. Từ lâu có một loại củ được mệnh danh là thần dược để điều trị ung thư. Điều đáng nói là nó rất phổ biến mà giá thành thì lại rất rẻ. Từ người nghèo cho đến người giàu, người trẻ cho đến người già, ai cũng có thể ăn được. Vậy thì đó là loại củ nào? Xin mời cô bác đừng bỏ lỡ trong video ngày hôm nay để biết và ăn sớm nhé! Mặc dù được yêu thích, tuy nhiên có rất ít cô bác ở đây để tâm đến những công dụng của củ khoai lang có đúng không nào? Gần đây, trên mạng xã hội có thông tin lan truyền rằng khoai lang có thể tiêu diệt được 98,7% tế bào ung thư. Hiệu quả có thực sự tuyệt vời như vậy không? Từng có một nghiên cứu của Nhật Bản đã theo dõi, điều tra thói quen ăn uống và sinh hoạt của 260.000 người trong hơn 10 năm. Và kết quả cho thấy rằng rau củ có tác dụng chống ung thư. Và trong số 20 loại rau củ phổ biến nhất thì khoai lang nấu chín chiếm vị trí quán quân với hiệu quả ức chế của các tế bào ung thư cao tới 98,7%. Bên cạnh đó thì các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng khoai lang có chứa các chất dinh dưỡng ngăn ngừa ung thư. Chúng có thể thúc đẩy lưu lượng máu trong cơ thể một cách hiệu quả, do đó loại bỏ được độc tố ra khỏi cơ thể và giảm nguy cơ hình thành tế bào ung thư. Tất nhiên, kết luận này chỉ ở giai đoạn thảo luận lâm sàng, thế nên việc khoai lang là một chất chống ung thư thì vẫn chưa đủ cơ sở.
mà chỉ có thể xem nó là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, giúp cô bác có thể có được một cơ thể khỏe mạnh hơn và bảo vệ cô bác trước nguy cơ ung thư mà thôi. Dẫu vậy thì khoai lang vẫn đem đến những công dụng tuyệt vời khác mà cô bác có thể tận hưởng được, cụ thể như sau. Công dụng đầu tiên đó chính là hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Những cô bác nào bị bệnh tiểu đường hay là có người thân mắc phải căn bệnh này thì chắc chắn đều rất đau đầu trong việc tìm các loại thực phẩm phù hợp để đưa vào trong thực đơn ăn kiêng của mình, đúng không nào? Một số loại thực phẩm tưởng chừng như rất bình thường, thế nhưng lại có chứa hàm lượng đường cao, khiến cho cô bác càng ăn càng tăng đường huyết. Còn đối với khoai lang thì ngược lại. Mặc dù có vị ngọt, thế nhưng khoai lang trên thực tế là thức ăn tốt cho những cô bác nào mắc bệnh đái tháo đường. Rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng nó hỗ trợ cho sự ổn định nồng độ đường trong máu và làm giảm sức kháng insulin. Ngoài ra, chất carotenoid trong khoai lang có thể giúp cho cơ thể cân bằng lượng đường trong máu. Bên cạnh đó, lượng chất xơ hòa tan có trong khoai lang còn hỗ trợ việc hạ thấp lượng đường và cholesterol trong máu. Thế nên cô bác nào đang bị tiểu đường thì hoàn toàn có thể ăn khoai lang mà không phải lo lắng về tình trạng bệnh của mình có thể trở nặng hơn, cô bác nhé. Công dụng thứ hai đó là chống đầy bụng, khó tiêu và táo bón. Nhà cô bác nào có trẻ em thì chắc cũng đôi ba lần phải đau đầu về tình trạng táo bón, khó tiêu của con nhà mình rồi, có đúng không nào? Hệ tiêu hóa của các bé còn non nớt, thế nên nhiều khi ăn uống không thể nào tránh được việc các bé sẽ bị đầy bụng, chán ăn hay là táo bón đâu, cô bác ạ. Để khắc phục được tình trạng này, chúng ta có thể bổ sung khoai lang vào bữa ăn của các con. Mà không chỉ các bé thôi đâu, người lớn mình cũng có thể áp dụng cách này. Thành phần vitamin C và các axit amin có trong khoai lang giúp kích thích nhu động ruột. Ăn khoai lang đã luộc chín cả vỏ, đều đặn khoảng 100g mỗi ngày, tức là khoảng 1 củ một ngày, rất có lợi cho hệ tiêu hóa, làm cho quá trình tiêu hóa thức ăn trở nên nhanh hơn, chống tình trạng đầy bụng, khó tiêu. Khoai lang có vị ngọt, tính bình, có tác dụng nhuận tràng, bổ tỳ vị, nên chủ yếu được sử dụng để chữa táo bón. Uống nước luộc khoai lang cũng là một cách để chữa táo bón rất hiệu quả mà có thể là cô bác chưa bao giờ nghe tới. Công dụng thứ ba đó là điều trị bệnh loét dạ dày. Không biết có cô bác nào ở đây đang bị mắc bệnh dạ dày hay là có người thân trong nhà bị loét dạ dày không? Quả thực là các bệnh về dạ dày đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. 10 cô bác thì có phải đến 3-4 cô bác mắc căn bệnh này rồi. Mà đáng nói là chúng ta thường chủ quan khi bệnh còn nhẹ, chỉ đến khi nào nặng như là viêm dạ dày, loét dạ dày hay thậm chí là xuất huyết thì mới tìm cách điều trị mà thôi. Bên cạnh việc sử dụng thuốc mà bác sĩ kê cho thì cô bác nên kết hợp thêm khoai lang nữa nhé. Sở dĩ sử dụng khoai lang rất tốt cho người bệnh bị viêm loét dạ dày đó là nhờ trong thành phần của khoai lang có chứa nhiều loại vitamin, nhiều nhất là vitamin B, vitamin C, chất potassium, beta-carotene và canxi. Các chất này có tác dụng làm giảm bớt và điều trị các triệu chứng bệnh loét dạ dày hiệu quả. Bên cạnh đó thì lượng chất xơ dồi dào có công dụng lớn giúp ngừa bệnh táo bón, kiểm soát nồng độ axit trong dạ dày, từ đó hỗ trợ điều trị bệnh rất hiệu quả. Để chữa viêm loét dạ dày bằng khoai lang, chúng ta có thể áp dụng các món ăn có khoai lang như là canh khoai lang luộc hay là chè khoai lang nhé. Công dụng thứ tư đó là phòng ngừa bệnh viêm khớp. Bà tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi, thế nhưng xương khớp vẫn rất khỏe mạnh. Bà có thể đi lại một cách bình thường. Hơn nữa, vào những ngày trái gió trở trời, bà cũng chẳng bị đau nhức gì. Tôi có hỏi bà về bí quyết giữ cho xương khớp được khỏe mạnh, thì bà chỉ cười và nói rằng bà ăn khoai lang suốt ngày đó thôi. Ban đầu tôi cũng chẳng tin lắm đâu, bởi vì nghĩ rằng muốn xương khớp khỏe thì nên uống thuốc bổ này, uống sữa này hay là ăn nhiều các loại thực phẩm có chứa canxi, chứ làm sao mà khoai lang có thể giúp chắc xương được. Nhưng sự thật là có thể đấy cô bác nhé. Điều này còn được các nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu và kết luận nữa cơ, thế nên cô bác hoàn toàn có thể tin tưởng được. Cụ thể, theo các kết quả nghiên cứu khoa học trên thế giới cho thấy rằng việc hấp thụ nhiều chất beta-glycosanthin vào cơ thể sẽ giúp giảm 50% tỷ lệ phát triển của bệnh viêm khớp. Mà chất này lại có rất nhiều trong khoai lang nên nó sẽ giúp cho cô bác phòng ngừa các bệnh viêm nhiễm mãn tính như là viêm khớp hay thấp khớp. Thêm vào đó, vitamin C có trong khoai lang còn giúp duy trì collagen và giảm thiểu tỷ lệ phát triển của bệnh xương khớp. Ngoài ra, các chất này còn giúp tăng cường độ chắc khỏe của xương, tăng cường hệ miễn dịch
và đặc biệt là làm đẹp da. Công dụng thứ 5 đó là tăng cường hệ miễn dịch. Trong những ngày thời tiết lạnh như thế này, lại thêm sự căng thẳng và phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nên việc có được một hệ miễn dịch khỏe mạnh cùng với sức đề kháng tốt là điều mà bất cứ cô bác nào cũng rất cần đến. Ngoài việc bổ sung các loại rau xanh, hoa quả, ăn uống đủ chất thì chúng ta nên ăn thêm cả khoai lang, bởi vì trong loại củ rẻ tiền này có chứa hàm lượng sắt rất cao và những khoáng chất vô cùng cần thiết cho cơ thể. Chính vì vậy, chúng có khả năng làm tăng công suất tế bào, mang oxy đến những bộ phận khác nhau của cơ thể, giúp giảm tình trạng sản xuất bạch cầu, một phần rất quan trọng trong hệ thống miễn dịch của chúng ta. Việc bổ sung khoai lang vào trong thực đơn một cách khoa học và chuẩn xác sẽ giúp cho cô bác ngăn ngừa hiệu quả những bệnh lý không mong muốn. Bên cạnh đó thì khoai lang có chứa nhiều vitamin C giúp cho cơ thể có thể chống lại các dấu hiệu cảm lạnh và cảm cúm thông thường xảy ra vào mùa đông hoặc vào những khi thời tiết lạnh trong năm. Hơn nữa, khoai lang còn được biết đến với tác dụng là ngăn chặn mầm bệnh gây ra ung thư bên trong cơ thể chúng ta. Và công dụng tiếp theo được chị em rất yêu thích đó chính là làm đẹp. Thường thì cô bác vẫn nghĩ rằng trái cây mới chính là nguồn cung cấp vitamin C cao nhất. Thế nhưng khoai lang cũng là một loại thực phẩm giàu vitamin C. Một củ khoai lang cung cấp gần 40% lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể hàng ngày, giúp cơ thể sản sinh collagen để chúng ta có được làn da khỏe mạnh. Nếu cô bác là người thường xuyên phải thức khuya, thì hãy sử dụng khoai lang để làm mờ thâm cuồng mắt, bọng mắt và ngăn ngừa các vết chân chim xuất hiện trên khóe mắt. Các dưỡng chất có trong khoai lang giúp phục hồi tổn thương, nuôi dưỡng da được khỏe mạnh, săn chắc. Mỗi tối trước khi đi ngủ, chúng ta chỉ cần lấy 2 lát khoai lang chín hoặc là sống đắp lên mắt để khoảng 15 phút rồi gỡ xuống, cô bác sẽ thấy tác dụng rõ rệt ngay. Ngoài ra, khoai lang cũng là một loại thực phẩm rất tốt cho cô bác nào đang muốn giảm cân, lấy lại vóc dáng thanh mảnh, gọn gàng. Trong khoai lang hoàn toàn không có chứa chất béo và cholesterol nên sẽ ngăn ngừa quá trình chuyển hóa thành chất béo tích tụ trong cơ thể. Cô bác có thể ăn từ 1 đến 2 củ khoai lang luộc mỗi sáng thay cho khẩu phần ăn sáng của mình. Ngoài ra, nếu so với cơm gạo và những loại củ khác thì khoai lang tím chỉ có mức năng lượng bằng 1/3 mà thôi. Do vậy, thực phẩm này không gây ra béo phì, giúp giảm cân dễ dàng. Ăn khoai lang trước bữa ăn cũng là một cách để giảm béo hiệu quả. Khoai lang sẽ tạo cảm giác no bụng, vì vậy mà sẽ giảm được lượng thức ăn hấp thụ trong bữa ăn chính. Giờ thì cô bác đã hiểu vì sao khoai lang lại luôn được đánh giá cao về mặt dinh dưỡng và công dụng như thế rồi, có đúng không nào? Chẳng thế mà từ lâu trong dân gian, nó đã được gọi là sâm nam. Dù có rất nhiều tác dụng như vậy, thế nhưng nếu ăn khoai lang không đúng cách thì lại có thể gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Vậy thì khi ăn khoai lang, cô bác cần lưu ý những điều gì? Hãy cùng tôi tiếp tục tìm hiểu trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên, đó là cô bác chú ý không nên ăn quá nhiều khoai lang, thậm chí là ăn khoai lang thay cơm. Ăn khoai lang ở mức độ vừa phải sẽ rất có lợi cho hệ tiêu hóa. Thế nhưng nếu cô bác ăn quá nhiều, ăn thay cơm mà không bổ sung thêm những dưỡng chất khác sẽ dẫn đến hậu quả ngược lại. Khi mà cơ thể không kịp tiêu hóa hết, những axit và protein trong khoai lang sẽ tích tụ lại trong dạ dày, dẫn đến tình trạng đầy bụng, khó tiêu, nấc, ợ nóng, thậm chí là bị tiêu chảy. Nguyên nhân gây ra những ảnh hưởng đến sức khỏe này đó là do phản ứng của axit tiêu hóa, thành dạ dày bắt đầu co lại. Đồng thời, điểm tiếp giáp giữa dạ dày và thực quản mở rộng, làm cho thức ăn dồn lên phía trên, gây ra ợ chua và nấc nghẹn. Dù cô bác có thèm khoai lang đến mức nào đi chăng nữa, cũng chỉ được tự cho phép mình ăn trong giới hạn, dưới 3 lạng khoai lang mà thôi, cô bác nhé. Lưu ý thứ hai nữa, đó là cô bác không nên ăn khoai lang vào buổi tối hay là khi đang đói. Ăn khoai lang vào buổi tối hay là khi đang đói thì sẽ rất dễ khiến cho chúng ta bị trào ngược axit, đặc biệt là đối với những cô bác nào có dạ dày yếu hoặc là người già tiêu hóa kém, bởi vì sẽ gây ra hiện tượng đầy bụng, cộng với việc ban đêm sự trao đổi chất thấp nên càng khó tiêu hóa, dễ dẫn đến mất ngủ. Nên ăn khoai lang vào bữa sáng kèm theo sữa nguyên kem hoặc là sữa chua, thêm một chút hạt và rau xanh sẽ là một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Lưu ý thứ ba, đó là cô bác không nên ăn những củ khoai có đốm đen. Khoai lang bảo quản không tốt sẽ rất dễ bị hà
và xuất hiện những đốm đen. Nhiều người không vứt bỏ mà cắt bỏ phần hà, đốm đen đi để luộc lên rồi ăn tiếp. Tuy nhiên, việc xuất hiện những vết này thì có nghĩa là khoai lang bị nhiễm khuẩn vằn đen, ô nhiễm, gây độc cho gan. Loại độc tố này sẽ không hề bị tiêu diệt dù cô bác có luộc khoai trong nước sôi sùng sục hay là nướng khoai với than hồng rực đi chăng nữa. Vì vậy, khi có những biểu hiện này, cô bác hãy vứt bỏ đi ngay, chứ đừng tiếc mà gọt vỏ rồi ăn tiếp nhé. Ngoài ra, cô bác cũng đừng bảo quản khoai lang trong tủ lạnh bởi vì nó sẽ nhanh hỏng hơn, lại còn mất đi mùi vị và bị héo nữa. Thay vào đó, cô bác hãy để khoai ở nơi thoáng mát, không bọc kín trong túi ni lông, đừng để ở chỗ ấm và ẩm thấp, khoai sẽ bị mọc mầm. Nếu bảo quản tốt, có thể để khoai từ 7 cho đến 10 ngày. Như vậy là cô bác có thể thấy rằng khoai lang không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao mà còn có những công dụng phòng bệnh, chữa bệnh và là một trong những thực phẩm tạo nên hệ miễn dịch tốt cho cơ thể. Hơn nữa, giá thành của nó cũng rất dễ chịu, ai cũng có thể mua được cả. Vậy nên, cô bác hãy sử dụng khoai lang thường xuyên để phòng chữa bệnh và cả làm đẹp nữa nhé. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng cô bác đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, vui vẻ, tránh những lo lắng và suy nghĩ tiêu cực. Chỉ khi chăm lo cho sức khỏe, tinh thần thật tốt, thêm vào đó là một chế độ ăn uống hợp lý, đúng cách, thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.